Trong lứa diễn viên có tuổi đời vừa ngoài 20 hiện nay, Vân Trang nổi lên với một sắc vóc nhỏ xinh, gương mặt ăn ảnh ưa nhìn và một khả năng diễn xuất có độ chính. Những bộ phim cô tham gia, dù là truyền hình hay điện ảnh đều để lại ấn tượng nơi khán giả. Trở thành gương mặt quen thuộc trong chương trình truyền hình cũng như điện ảnh 2 năm nay, dù còn rất trẻ nhưng Vân Trang đã có một gia tài khá lớn. Cô diễn viên chính yếu tài năng này đã tham gia nhiều phim, nổi bật như phim Dù Gió Có Thổi, Gia Đình Phép Thuật, Lối Sống Sai Lầm, Tình Như Tia Nắng, Bò Cạp Tím, Cô Dâu Đại Chiến hay phim Sài Gòn Vô. Vân Trang là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Không những thế, cô còn là nhân vật rất thường có mặt tại các sự kiện như các buổi họp báo, liên hoan phim để trao giải. Ngoài làm diễn viên thì Vân Trang cũng đang làm bà chủ của một tiệm spa lớn tên là Garden Spa. Vân Trang kết hôn vào tháng 1 năm 2016. Ông xã Vân Trang là một doanh nhân Việt kiều Australia tên là Lê Hữu Quân. Anh sinh ra trong một gia đình trí thức và là một doanh nhân thành đạt tại Sài Gòn. Anh sở hữu gu thời trang tinh tế. Cả hai hẹn hò được một năm trước khi kết hôn. Kể từ khi lập gia đình cho đến nay, nữ diễn viên có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người bạn đời yêu thương và trân trọng cô. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi Vân Trang Lê Quân thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Được biết, Vân Trang và Hữu Quân quen nhau qua những người bạn chung. Ban đầu, ông xã cô không hề muốn quen với người làm trong ngành giải trí. Bạn bè giới thiệu mấy cũng không chịu. Phải hơn một năm sau lời giới thiệu đó, họ tình cờ gặp nhau rồi tìm hiểu rồi tiến đến yêu nhau. Vân Trang từng thổ lộ, khi ở bên Hữu Quân, cô rất yên lòng và không có cảm giác ghen tuông mệt mỏi để xử. Đó là điều khiến nữ diễn viên vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Cô cũng tâm sự rất dễ hòa nhập với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng cô rất tâm lý. Không chỉ chu đáo lo lắng cho vợ, Hữu Quân cho thấy anh là người chồng rất tâm lý và hết lòng yêu thương bà xã. Chàng doanh nhân trẻ tuổi luôn biết cách lấy lòng Vân Trang bằng những món quà lãng mạn và dễ thương. Khi đã yên bề gia thất, cuộc sống của Vân Trang cũng im ắng hơn và không ồn ào như trước. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian để xây dựng gia đình nhỏ và hạn chế đóng phim cũng như đi sự kiện. Vân Trang cũng tâm sự, người yêu là người kín đáo, vốn không thích nghệ sĩ vì có quan hệ tình cảm phức tạp. Nên sau khi kết hôn, cô vẫn đóng phim nhưng sẽ chọn những vai diễn kín đáo vì sợ chồng ghen. Cô cũng dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng quyết không bỏ nghiệp diễn. Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Vân Trang sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Con gái Vân Trang nặng 3,7kg và được chào đời theo phương pháp sinh thường.